Thưa quý vị, một tin vui cho công nhân lao động, đó là kể từ ngày mai, ngày 25 tháng 4, Đà Nẵng sẽ khởi công công trình nhà ở cho công nhân khu công nghiệp Hòa Cầm. Đây là món quà ý nghĩa của Thành ủy Đà Nẵng tặng cho công nhân lao động thông qua tổ chức công đoàn và cũng là một trong những công trình cụ thể hóa đề án phát triển nhà ở công nhân ở các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố đến năm 2020, định hướng đến 2030. Dự án nhà ở công nhân khu công nghiệp Hòa Cầm được xây dựng trên địa bàn phường Hòa Thọ Tây với diện tích hơn 27.000 m², rất thuận lợi cho việc ăn ở đi lại của công nhân đang làm việc trong khu công nghiệp. Công trình do Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng làm chủ đầu tư, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng quản lý dự án. Có thể nói công trình này được sự quan tâm đặc biệt của Thường trực Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố. Từ tháng 10 năm 2018 thì chúng tôi đã cùng với cơ quan điều hành dự án rất là nỗ lực trong việc xúc tiến các thủ tục đầu tư. Đến thời điểm này thì công tác lựa chọn đơn vị nhà thầu đã hoàn thành và công trình sẽ được chính thức khởi công vào sáng ngày 25 tháng 4 năm 2019. Dự án có tổng kinh phí 198 tỷ đồng chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất có 3 khối nhà 5 tầng giải quyết chỗ ở cho khoảng 600 công nhân, kinh phí đầu tư 70 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố. Thời gian thi công 300 ngày, dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 3 năm 2020. Đây cũng là một trong những công trình trọng điểm của thành phố trong năm nay. Quy mô dự án này với tổng diện tích khoảng 27.000 m², trong đó xây dựng 8 khối nhà với trên 800 phòng phục vụ cho chỗ ở của khoảng 1.700 công nhân. Dự án chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 là 3 khối nhà phục vụ cho khoảng 600 công nhân với kinh phí khoảng 70 tỷ. Nguồn kinh phí này là từ ngân sách thành phố. Giai đoạn 2 của dự án thì khoảng 128 tỷ. Chúng tôi sẽ kiến nghị đề xuất với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đầu tư cho giai đoạn này. Việc đầu tư dự án nhằm phục vụ nhu cầu về nhà ở của công nhân đang làm việc tại khu công nghiệp Hòa Cầm, giúp cho người lao động an cư, lạc nghiệp. Còn nếu như mà thành phố mà đưa ra cả cái xây ra cái phòng trọ như thế thì bọn em rất chí là cảm thấy cũng rất vui. Nếu như mà được thì đăng ký ở đó rồi thì bọn em cũng mong muốn được như vậy á. Nên là hiện tại thì bọn em ở thì nói chung là phòng trọ thì giá cao, vậy là cũng được rộng rãi cho lắm á. Vậy là cũng tiền nghĩ thì bọn em phải từ túc đô này nọ nên là. Dạ, em có nghe nói ngày mai thành phố khởi công mở trả cho xây dựng nhà ở cho công nhân. Em có nguyện vọng mà em đăng ký ở đó cho gần tiện lợi hơn. Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng cho biết, việc xây dựng nhà ở và các thiết chế văn hóa cho người lao động được thành phố đặc biệt quan tâm. Hiện có hơn 74.000 lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố, trong đó khoảng 45% lao động ngoại tỉnh có nhu cầu rất lớn về nhà ở. Mục tiêu của thành phố đến năm 2020 là giải quyết nhu cầu nhà ở cho ít nhất 20% số công nhân tại các khu công nghiệp và đến năm 2030 là 35%.